Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Big TV Cho Chi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty MyDecision Media Group thực hiện sẽ được phát sóng vào lúc 20h30 phút thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Xuất sắc luôn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được chào đón một khách mời rất là đặc biệt, một cô bạn rất là dễ thương với nụ cười tỏa nắng, diễn viên Nhung Gumiho. Phần 1 của cái tiếp view đi chờ chi này á, bé Nhung mới tới nè, cho bé Nhung sẽ ngồi xem diễn tâm lý và nhớ nhất là cái hình thể diễn nền nã nhẹ nhàng cho bé đó nó theo kịp. Câu này nghe quen em nhưng mà em thích cái nét diễn của ai? Dạ em thích nét diễn của chị Việt Hương. Rồi như vậy là ngon. Kỳ quá, nó thích tôi mấy người làm gì vậy? Vậy tôi đây sẽ đóng vai hoàng hậu. Em là hoàng thượng. Cái gì? Thôi cho hoàng hậu á là phải có đấu đá trong cung đồ gì đó cho nó có vui vui này nọ vô. Em làm phi đi. Con này dây gì chị? Hoàng thượng. Không không, em ở phía sau. Bé còn rất bỡ ngỡ, anh muốn hỗ trợ em bên cạnh em. Để mình làm diễn lại cho nó ok chút xíu. Em đồng ý không? Dạ. Vậy để em qua. Thôi vậy thì còn em về với chị nữa. Thôi trời ơi, đây nè mới là hoàng thượng nè, hai đứa mình mới nên giành nè. Bây giờ là bắt đầu sẽ vô chuẩn bị nhẹ nhẹ mỏng mỏng. Quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại trong vòng ít phút với tiếp theo đi cho chị. Cuối cùng rồi cũng phải tới lúc đâu có một cái con phi nào, đâu có một con tỳ nào mà dám qua mắt hậu này. Hậu nằm vô là chết, mà buông ra thì cũng chỉ là nội tỳ mà thôi. Trong cung có ai cười quá không ạ? Nô tì đâu? Dân trà. Dạ. Trời ơi. Như người ta thì ra đi rồi, đi. Bưng bình thường thôi. Rồi, bưng bình thường quỳ ra. Rồi tốt. Thời ta tới rồi. Ta đã nói rồi, ta muốn nhẹ tay, ta muốn nương tay cho nhà ngươi. Lại biết cầm cái mâm đó để lên trên đỉnh đầu, xuyến ngược lại đây cho ta. Ta hiền quá mà, đây là bình long trà của hoàng thượng tặng cho ta, ngươi có nhìn thấy không? Dạ thấy. Hoàng thượng đích thân tặng cho ta. Mà tại sao ngươi đi, ngươi đi bằng cái nết gì mà nó bể cái làm đôi hả? Tại sao vậy? Tại sao có cả cái mâm mà ngươi cao bò? Ngươi cao bò, mà ngươi cao bò mốt na dịu dàng để đừng có bể cái bình của ta. Ta sẽ giết nhà ngươi, ta sẽ giết nhà ngươi cho ngươi khỏi tâu lên hoàng thượng gì nữa hết. Leo lên tường cùng hoàng thượng. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời hoàng hậu chứ mấy đời hoàng hậu mà thương phi tần. Hoàng thượng, hoàng thượng. Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Hoàng thượng, hoàng thượng ơi, tiếp bị quốc ức quá. Cái gì? Ai? Ai làm gì mà quốc ức? Hoàng thượng tiếp bị quốc ức quá. Dù gì
xưa hoàng tử chỉ là một thái tử nhỏ nhoi thôi. Không có thiếp, không có cha thiếp, làm sao mà hoàng tử có ngày hôm nay được cái ngai vàng này ngồi bây giờ sủng như một cái con hành phi này. Trời ơi, thiếp sẽ đi chết. Hoàng hậu chết, kiếm cho hậu chết. Tại sao phải chết? Ức ức quá. Ai ức hiếp nè? Hành phi nó quanh thiếp, nó lấy cái mâm, nó tán vô gửi thiếp, nó bắt thiếp phải lăn lê bò lướt. Hậu à, bình tĩnh lại đi hậu. Đứng đó cho ta. Dạ. Hành phi, dạ mà khiếp hoàng hậu sao? Trời ơi, cái ghế này mà nó làm cho cái ghế gỗ. Hoàng ức quá. Hoàng như thế nào? Hồi nãy em ra đây em đi xuyến đi ơ đồ này nọ. Xong rồi bể cái bình mặt chỉ có một mình hoàng tử cho từng tiếp tôi mà làm bể rồi tiếp quốc ức quá. Quá. Chà. Sao? Dám làm bể cái mình sao? Cô dâu chú rể làm bể cái mình bông đổ thừa con nít thôi bị đòn tét đít cái mà tét đít. Hậu nói đi, ai làm bể? Tét đít. Trời ơi, trời đất, một em nó ra vàng nữa kìa. Quan ức quá. A hu hu. Hoàng tượng nó mang cho nó tam mang kiều uyển cho nó chết cho rồi đi. Nó quậy lắm rồi hoàng tượng ơi. Đúng. Ta sẽ ban cho nàng cái chết. Hả? Miếng vải này. Dạ. Tam ban triều điển sao? Dạ. Ta sẽ ban cho ngươi tấm vải này. Trời ơi, với sợi dây này thì phải làm sao đây? Nhảy dây hả trời? Trên cành cao chim hót, mời em đi giữa vườn xuân. Bao bằng thân lấp ló rồi em tung tăng sân nhà. Đá bóng mới đá cầu, nhảy dây bắt đi trốn tìm. Hoàng hậu ơi, hấp dẫn tuyệt vời. Nhưng mà em không dám đâu, không dám đâu. Nó không còn biết cái dây này để làm gì nữa hoàng thượng à. Thôi món khác đi, đây là mù tạc. Lấy chép vô hai con mắt nó đó hoàng thượng. Chép đi. À, dạ cho luôn hả? Cho luôn. Trời ơi, thời tới. À, trời ơi, người ta đã cướp đi đôi mắt của em rồi. Hoang thang kêu gào, à biết có cùng ai à? Mắt em cay xè, đau thật đau à? Sắp đây với cuối đời à? Em mù rồi, em không thấy đường. Em mù rồi, em không thấy đường gì hết. Em mù rồi. Xạo hả? Em mù rồi. Mở mắt ra. Không thấy đường. Hoàng thượng kêu mở mắt ra. Ta chùi cho. Trời đất ơi, trời làm gì vậy? Thượng à, những ngày tháng trước thì sức khỏe em rất là tốt, nhưng mà dạo gần đây không hiểu có chuyện gì xảy ra. Từ ngày mà hai đứa mình thị tẩm 7 ngày 7 đêm, em có cảm giác buồn nôn, mắt ối. Em nghĩ là mình đã mang long thai. Thật vậy sao? Đúng rồi. Đứng về cho ta kiểm tra. Trời ơi, bụng bự rồi. Nếu thực sự nàng đã mang long thai, vậy thì ta sẽ cho hoàng hậu đào thai. Hoàng hậu, hãy xin lỗi con ta. Xin lỗi Long Nhi. Thấy nó khinh ngươi không? Nãy giờ ngươi làm gì ta? Dạ. Ngươi bắt ta làm khùng làm điên. Hoàng thượng cứu thiếp. Hoàng thượng nàng là hoàng hậu trong triều, tại sao lại ức hiếp cái thứ phi như vậy? Ngươi còn nhớ cái kỷ vật ngày nào không? Mới hồi đại
15 phút trước. Cũng chính cái bàn đánh bóng chày này đã tán vào mặt ta 3 cái. Dạ. Ta nhảy lên nhảy xuống như cái banh tennis. Bây giờ cũng chính nó, ngươi đã vi phạm luật nhân quả. Cái thứ nhất, cái thứ hai, đau chưa? Dạ đau lắm. Hoàng thượng ơi, cứu tiếp hoàng thượng ơi. Thiên tiếp nhỏ bé sẽ không chịu được đâu. Hoàng thượng ơi, thiếp dù gì cũng là người ơn. Dù gì cha của từng thiếp cũng là quan của triều đình này. Bây giờ trước khi thiếp chết, thiếp đồng ý chết. Nhưng mà trước khi thiếp chết, thiếp đi xin hoàng thượng một chuyện. Chuyện gì? Nếu hành phi có bầu thì buộc hành phi phải ăn chanh. Chanh là vị chua, thì người đàn bà nào mang bầu buộc cũng phải thèm chua. Chỉ mong muốn một điều đơn giản vậy sao? Mong muốn một điều vậy thôi, rồi thần thiếp sẽ chịu chết. Được, hành phi. Dạ. Cầm dĩa chanh lên. Ủa cái này mình thế mình hơn mà ta. Cầm dĩa chanh lên. Nếu như ngài đã muốn em ăn chanh, được, em sẽ ăn chanh. Ok cái đuôi vậy. Ok giống cái đuôi. Chính cái đuôi. Lòi chính đuôi rồi. À. Đó. Anh có gì? Thì đó. Ngươi là cáo thành tinh à. Trời đất ơi. Thế ghê quá à. Cái mặt em làm gì vậy Khoa? Em không tin vào mắt mình và không tin vào tai mình ạ. Thôi, tới đâu tính tới đó. Mình tới đây rồi, cố gắng thôi. Ba bà cái mặt cũng hoang mang quá rồi. Còn chần chờ gì nữa. Tiếp chiêu đi. Chờ chi. Thì ta cũng là hoàng hậu. Cái ghế này cuối cùng thì cũng là của ta. Bộ đồ hơi chất quốc một tí. Nô tì đâu? Có nô tì. Đáng chết, đáng tội chết. Xin hoàng hậu tha mạng, xin hoàng hậu tha mạng. Không có tha gì hết trơn. Thần thiếp nghĩ là cái bình này đã bể 1-2 lần rồi, cho nên mới có thể dở tan tành như vậy. Là bao tha mạng cho thần thiếp, là bao tha mạng cho. Thần thiếp lỡ tay, xin hoàng hậu tha mạng. Được, ta sẽ tha cho nhà ngươi với một điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi lại đây. Nếu hoàng hậu muốn, thần thiếp lại là bệnh tha cho thần thiếp. Nhà ngươi lại đây. Lại nữa hả? Nhà ngươi dám để cho hoàng thượng sủng ái nhà ngươi 7 ngày, ta sẽ giết nhà ngươi. Trời ơi, trời ơi, hoàng thượng tới đây. Giọng hoàng thượng như thái giám vậy. Bánh đúc có xương mấy đời hoàng hậu mà thương phi tần. Trời ơi, em hát nó qua đọc dè luôn rồi. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Trời ơi. Hoàng thượng ơi. Thần thiếp oan của hoàng thượng ơi. Mặt kỳ. Có chuyện gì? Nói cho ta nghe. Nó ăn hiếp ta. Con có ăn uống gì đâu hoàng hậu. Trời ơi, tức quá.
Có cái nét này được chứ. Tức quá đấy. Ai ăn hiếp ai? Hành Phi ăn hiếp Thiếp. Hãy nói cho ta nghe, Hành Phi ăn hiếp hoàng hậu như thế nào? Hành Phi đập bể cái này nè. Hoàng thượng, ngươi còn thị tẩm nó nữa. Thị tẩm? Thì nó là Phi thì thị tẩm là bình thường, có gì đâu. Ủa, chuyện ta bị thị tẩm có gì lạ hả? Chẳng lẽ một người như ta không xứng đáng để cho hoàng thượng thị tẩm sao? Mà ta chỉ muốn một mình ta thôi hả? Bây giờ ta nói không nổi rồi nè, còn đòi thị tẩm gì nữa. Hoàng thượng có biết không, thần thiếp vừa bước vào đây thì thấy cô dâu chú rể làm bể bình bông đổ thừa con nít kế ăn đòn mà tét nít tét nè 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 nè. Tại sao có mặt ta ở đây? Dạ. Mà Phi lại dám đánh hoàng hậu hả? Có đánh trúng đâu hoàng thượng. Xém trúng rồi. Xin hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng, hãy sao? Giết nó đi. Quan ức quá, quan ức quá. Nó đã phá đi một cái vật rất là quan trọng rồi. Hãy ban cho ta giết nó. Nó ra Hành Phi. Phóng đi đâu mà nhanh thế? Hóa ra Hành Phi đã làm bể cái này hả? Thần thiếp không cố ý. Còn nếu như hoàng thượng nghĩ đó là tội của thần thiếp thì cứ ban cho thần thiếp cái chết. Hành Phi à? Ôi, lại là sợi dây nhiệm màu này. Cứ mỗi lần sợi dây này vung lên là âm nhạc xuất hiện. Hát đi còn nhiều lắm. Ôi, trên cành cao chim hót mời em đi giữa vườn xuân. Bao bản thân lấp ló gọi em tung tăng sân trường. Đá bóng. Đá. Đá bóng với đá, đá bóng với đá cầu, nhảy dây bắn biên trốn tìm. Nhảy dây rồi. Hoàng thượng, thần thiếp đã cố gắng nhảy nhưng không thể chết được. Xin ban cho thần thiếp cách chết khác. Quỳ ra kia đi bôi mắt à. Ta ban cho ngươi chết bằng cách thứ hai. Ta sẽ chép cái này lên mắt của nhà ngươi. Đâu có biết là thị tẩm sao mà ảnh hưởng tới thị lực vậy đâu. Lo mà nhớ bài hát chuẩn bị tiếp theo đấy. Đã cướp đi đôi mắt của tôi rồi. Nhắm mắt lại luôn. Quán thang kiều gạo. Quán thang kiều gạo. Tăng 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 tăng. Dẫn quán thang kiều gạo. Tăng tăng tăng. Ôi tiếng thang vang trời. Tăng tăng tăng. Đuôi mù hai mắt luôn. Bình thường có mắt đi trong cung mà còn phạm lỗi này lỗi nọ. Bị mù mà đi trong cung chắc bị giết 7 lần. Hoàng thượng tán cho mặt chú xạo. Xạo. Xạo qua đi. Trời sao ơi. Có thể xạo như thế này được chứ? Hết văn luôn, xạo quá quá. Nhận một cú lông tát văng hai cái lông nhãn luôn. Hoàng thượng ơi, thật tiếp đã biết lỗi rồi. Làm ơn tha cho thần thiếp, cho thần thiếp một con đường đi về nhà dưỡng thai đi hoàng thượng. Chùi mắt á, chùi mắt. Giống vuốt mắt. Giống vuốt mắt. Đốc đi luôn. Cảm ơn hoàng thượng đã chét mù tạt đều ra. Hoàng thượng có biết không, sau đêm thị tẩm đó, lúc nào trong đầu thần thiếp cũng là hình ảnh của thái giám ngăn cản chuyện đó. Hình như thiếp được có lòng thai chứ hoàng thượng. Nếu có lòng thai coi bụng. Thật vậy sao? Đứng dậy coi bụng á. Nàng đứng vậy đi. Đúng vậy. Ừ, bụng nàng. Trời ơi. Ông nghiệp Phi quá à Phi. Cái gì đây ta? Một chàng trai khỏe mạnh chỉ mới vài tháng mà bé nó đã ở. Đúng là con của hoàng thượng mà. Hoàng thượng. Sao? Chẳng lẽ thiếp mang long thai của hoàng thượng mà hoàng thượng vẫn muốn giết chết thần thiếp? Hoàng hậu, tại sao nàng lại muốn giết con của ta hả? Hoàng thượng, oan hoàng thượng, oan hoàng thượng ơi. Người giết ta cũng được, nhưng mà người có thể ban phát cho ta một điều cuối cùng trước khi chết không?
ta sẽ tha cho hoàng hậu, nhưng ta sẽ phế chức của hoàng hậu. Trước khi chết, xin hãy ban cho thần thiếp một đặc ân cuối cùng. Đặc ân gì? Phụ nữ có thai đều phải ăn chua. Ta ban cho hành phi một chén chanh. Hãy cho hành phi ăn. Chỉ một điều đó thôi hả? Một điều đó thôi. Ăn đi. Chuẩn bị tâm lý nè. Thần thiếp xin mạn phép được ăn chanh không? Trời ơi, bắp cổ đúng rồi. Hay quá. Trời ơi, kiểu xảo. Ê, người hay quá. Giống con chuột hay không? Giống con chuột. Giống con chuột kìa. Lần đầu tiên đến với chương trình nhưng mà cái kịch bản nó quá nặng đi. Vậy là xong chị ha? Xong. Coi như là tụi em tiếp xong chiêu hả? Tiếp chiêu quá xuất sắc luôn. Quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại với tiếp chiêu đi. Chờ chi. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Tiếp chiêu đi. Chờ chi. Ở vòng thứ hai mình sẽ làm gì chị Hương? Không có làm gì cơ, nghỉ ngơi khỏe. Cứ hai người bắt cặp diễn, mà diễn cũng đừng có nói nhiều, nói ba chữ thôi. À. Mà quan trọng là phải đúng tình huống, đúng bối cảnh mình đặt ra. Đó, chứ không có được lẫn lộn gì đâu hết. Dạ thưa mọi người, em và Nhung xin được tiếp chiêu. Tình huống là gì? Tình huống là gì? Hai bạn học sinh tan trường. Có mối liên hệ gì không? Yêu đương gì chứ? Cũng hơi tích nhẹ. Hơi. Vậy là mở màn anh phải hát bài tan trường, tan trường. Tan trường rồi. Trời Nhung với. Nay mấy điểm? Nay 9 điểm. Hỏi tôi đi. Còn Lâm sao? Một điểm thôi. Sao kỳ vậy? Có cặp dê. Mà không thấy. Xung quá vậy. Chán quá trời. Thôi đi chơi. Ok nhé. Ra công viên. Chơi gì quái? Ngồi tâm sự. Ô, không có ô. Cái này là khó cho Lâm. Không phải, mắc hát lắm rồi. Ok luôn. Lên xe đạp. Chở Nhung đi. Chờ chút nha. Lâm đạp nhé. Ok Lâm. May kìa Nhung. Chó kìa Lâm. Con chào ba. Ba vậy? Kêu ai vậy? Ba của Khoa. Khoa nào ta? Khoa chung lớp. À vậy hả? Bể bánh rồi. Xui quá vậy. Nhung nặng quá. Như phóng vậy chứ. Nhung nhẹ mà. Sao bể bánh? Đi đâu cũng về nét cọc. Lâm bự quá. Mắc đền đi. Mắc gì đền? Bể bánh rồi. Ai nữa mập? Ai nữa mập? Thôi bỏ qua. Ăn cho dữ. Thôi đừng giận. Giận luôn rồi. Công viên kìa. Ủa sao tự nhiên ngang ngược diễn nét cọc ra chi vậy? Tội nghiệp nhỏ không? Nạt tao mất vía luôn. Nạt nạt ta. Cũng phải xin lỗi rồi mới đi chơi chứ. Xin lỗi nha. Ủa, xin lỗi mà cũng cái giọng nó cũng căng nữa. Xin lỗi Nhung. Thôi được rồi. Mình chơi nha. Chơi gì? Chơi gì? Công viên chơi gì? Vui quá đi. Vui chỗ nào? Đi về chưa? Chưa đi về. Hả? Chứ làm gì? Tôi yêu Nhung. Yêu mà yêu mà cọc quá trời chỉ vô mặt người ta luôn. Nhây quá chừng. Đồ quỷ sứ. Hả? Thôi tôi mệt. Tôi cũng mệt. Phải về nhà. Không la cà. Ở ngoài phố. Dễ thương quá. Dễ thương không? Dễ thương. Muốn diễn dữ lắm. Mặt anh lúc nào cũng muốn hát hết đó. Cái môi anh nén lại á. Chịu anh nén lại. Dạ thưa quý vị, đó là những tiểu phẩm rất vui và thú vị. Và bây giờ còn chần chừ nữa, chúng ta sẽ đến với vòng 3. Quý vị ơi, đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại trong ít phút nữa. Đây. We'll be right back.
nhấp nhấp. Tháo mắt kiến ra đi. Vô tới nhà có ai đâu, làm cái gì thì ghê vậy. Dạ con làm đúng nhiệm vụ con. Trời đất ơi, trong nhà không có ai chơi, nguyên cái biệt thự thiên vô làm hết hồn, tôi tưởng trong nhà có gì. Dạ không có, mà ở đây thiệt bảo vệ kỹ càng quá, con có công ăn việc làm, cái này đi vòng vòng vòng, con la làng ra sớm mới đúng nhiệm vụ của con. Không công ăn việc làm nhưng mà vẫn lãnh lương đủ. Dạ đúng rồi, bà chủ thương lúc nào tháng nào bà chủ cũng cho con tiền thêm trơn trời. Thôi bây giờ đi vô lấy nước ở đây đi, lát nữa tôi mời khách. Dạ hôm nay tôi có khách cho nên là tôi không có cần cậu có mặt ở đây để làm gì hết nha. Dạ rồi đi đi. Bà chủ uống nước gì ạ? Nước gì cũng được hết trơn á. Dạ. Má về. Anh Lâm ảnh cũng là vệ sĩ của nhà mình. Ừ. Mà má không có thân thiện với ảnh gì trơn. Má cứ sai bảo ảnh hoài à. Con á là tiểu thơ đài cát, con đâu có thể nào mà bằng trang phải lứa với tụi nó. Cục vàng ngồi đây. Trời ơi, hơi đâu mà con quan tâm với mấy cái thằng vệ sĩ ghẻ bèo đó. Hôm nay má sẽ có ba chàng trai luôn, là con của hai ông tổng và một chàng là Việt Kiều Thái về đây. Đẹp trai mà giỏi giang lắm con ơi, toàn là tự mở công ty không. Con phải tiếp xúc với những người đó cho má, con là công chúa mà. Dạ xin mời ba công tử vô à. Sao rồi đi khớp. Đó này bên Thái đó con, giỏi lắm đó, đi nữa thấy chưa. Cái của nó làm gì mà đi dữ người ta. Bác nè con, thằng cao quá má. Ồ thấy ghê chưa. Trời đất ơi, chơi có một giò à. Trời ơi, hai giò luôn. Dạ thưa bà. Gì bà dặn là mấy anh vô là phải trải thảm đỏ à. Cho nên con sắm cái thảm đỏ, con rước mấy anh vô, bà thấy con giỏi không? Thằng. Dạ xin lỗi. Xin lỗi ba cha cháu nha. Mấy bên này, mấy bên này. Ôi hay quá vậy, nó được tiếng Thái luôn. Trai, trai, trai. Đây là công chúa của nhà này. Sủi ma, sủi ma. Tôi gọi đi khá bổng chứ thuận, bổng mà chắc Việt Nam. Ta qua hiểu không nói cái gì đâu mà nói lắm thế. Dạ em là thông dịch viên của cô chủ ạ. Khóc. Khắp xin chào. Khắp, bổng chứ thuận khắp. À tôi tên là Thuận. Trai, bổng mà chắc Việt Nam. Tôi quê quán ở Việt Nam. Tại qua bổng thăm ngàn thiết mường thầy. Hôm nay đi với hai thằng đó. Với hai thằng đó. Nhưng mà tôi làm việc ở Thái Lan. Ủa? Là nói được tiếng Việt? À đúng rồi. Ôi là trời, sao không nói luôn đi thiệt. Để em qua em thông dịch mụn chết. Lanh quá luôn, thông dịch lanh cho mày đánh nè. Đau quá. Em có thích du lịch Thái không? Dạ có. Qua đó thế nào cũng đi massage Thái rồi đúng không? Anh làm ở trong đó đó. Trời ơi. Anh đấm bóp hả? Không, anh làm chủ. Trời ơi, mấy chục cái foot massage bên bển là của thằng nhỏ hết luôn. Đã đẹp rồi còn tài năng nữa. Dạ đó. Dạ em chào anh. Anh anh. Anh chào em. Dạ, dạ em chào anh. Chưa thấy người con gái đẹp, mình là một người đàn ông quỳ gối xuống không sao hết. À, dạ. À, anh là doanh nhân. Bán gì? Anh kinh doanh gì anh? Anh là doanh nhân trong lĩnh vực mắm tôm. Anh sở hữu một cơ sở mắm tôm trải khắp đất nước Việt Nam này. Em thích ăn mắm tôm chứ? À dạ, em không thích. Bác thích. Dạ. Bác thích là được. Con có để ba xe tải mắm ở ngoài kia. Trời đất ơi. Con cho người khiêng vào. Cả nhà cứ dùng từ từ ạ. Hey you, excuse me. You go to here, I long tong, giao lưu, ok? Hai long tong, giao lưu nữa. Mệt ghê. À, đi ra hả? Yes. Con đi ra tiếp anh đàng hoàng coi. Chào em. Dạ, chào anh. Anh là Phỉ, Lê Thổ Phỉ. Anh kinh doanh bất động sản. Thôi hết hồn nghe cái tên tự nhiên cướp không hả con. Trời ơi, tại bác hơi nhạy cảm, bác xin lỗi con nghe. Con kinh doanh bất động sản bác à. Trời ơi, để bác ủng hộ cho. Dạ, nha. Bác giúp giùm con, tại 3 tháng gần nay thì mọi thứ đều bất động cho nên con cũng sắp sản rồi bác. Được, thì bác hỗ trợ con mấy miếng. Trời ơi, ai vậy, cái bàn tay ai mà nhẹ nhàng đặt lên bờ vai tôi vậy? Tác nghiệp, tác nghiệp ạ. Trời đất ơi, CEO Food Massage. Rẻ tiền, rẻ tiền. Không, cái này là hành động rất là trân trọng cái người có tuổi như tôi. Hôm nay tụi con có 3 người, nhưng mà Nhung chỉ có một thôi. Ở Nhung sẽ phải chọn một, nhưng tụi con cạnh tranh rất là công bằng. Trong lòng bác là bây giờ bác đã chọn 3 đứa con rồi. Con ưng ai là má gả cho người đó liền. Con không thích ăn mắm tôm. Chị là em thích massage đúng không? Con cũng thích massage luôn. Thế con muốn gì? Con nói một răng vô mặt má coi. Con muốn gì? Con muốn anh Lâm vệ sĩ. Anh Lâm vệ sĩ. Trời ơi. Bác à, quan nghiệt. Thật sự là con với Nhung có tình cảm với nhau. Bác à, con không phải là vệ sĩ bình thường đâu, mà gia đình con là trung tâm vệ sĩ. Không giấu gì bác,
con chính là cậu cả. Cậu cả trong gia phả. Cậu cả có nhiều ngân phiếu ha. Con giàu lắm. Đáng lý là gã rồi đó. Chảnh thằng ghét không gã nữa. Bác gã cho con đi bác. Không gã. Má. Cái gì? Bây giờ má gã cho con mấy người đó con về á hả? Con sống không có hạnh phúc mà má yên lòng được sao? Má phải để cho con chọn được cái hạnh phúc của mình chứ má. Chưa thuyết phục. Tụi con thương nhau thật lòng bác ơi. Ép dầu ép mỡ ai nợ ép duyên. Con có gì mà không bằng ba đứa kia chứ. Ba đứa kia có cái gì con có cái đó. Con sẽ hứa với bác, kể từ nay con sẽ chăm sóc và yêu nhung đến suốt cuộc đời này. Ừ thôi hai đứa lấy nhau đi. Ủa sao dễ vậy? Cái gì vậy? Phục quá thằng nhỏ thuyết phục. Còn tụi tôi thì sao? Thiệt tình luôn á, bác là bác thích ba tụi con. Nhưng mà Nhung á, nó lại thích này. Mà thằng này nó nói nó cũng thuyết phục nữa. Dạ. Mà đàng hoàng. Bác gặp tụi con á chắc chừng được 3 tháng nay thôi. Nhưng mà bác gặp thằng này là 3 năm nay rồi. Bác hiểu tính hiểu nết nó. Thôi coi như bác xin lỗi. Bác đã phiền tụi con tới đây. Thôi bây giờ là bác có đứa con gái thẳng rễ. Sẵn có thêm 3 thằng con trai nuôi đẹp trai như vậy, ngon lành như vậy là số 1 rồi. Hứa nha, đám cưới tụi con mỗi đứa đi bác cho cây vàng cây vàng cây vàng. À, đã không? Thôi thì bác nói vậy thôi được rồi. Ủa sao đơn giản vậy? Đơn giản lắm. Bây giờ con muốn sao? Giờ người ta hạnh phúc với nhau rồi. Xưa là cái câu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Giờ không còn chuyện đó nữa. Thôi giờ lại đây. Dạ. Hai đứa lại đây. Nãy còn là số 1 luôn đó nha. Vậy đi nha. Cho tụi con mời tụi con đem cưới luôn. Dạ con nhận là mẹ nuôi nha. Ừ đó. Thôi con cũng nhận là bác là mẹ nuôi luôn. Ừ vậy nha con. Ừ nữa tụi bay đám cưới đi rồi cái tao đi chung quà mừng cho nha con. Dạ. Thôi hai bạn đã như vậy rồi thì gia đình mình thêm một người cũng đâu ảnh hưởng gì ba hả? Đó. Số 1. Nói cái là hiểu chuyện liền. Hiểu liền. Rồi, cảm ơn tụi con nha. Rồi, còn nhiệm vụ của con Lâm làm sao coi cho được. Dạ, nha. Bây giờ con sẽ điện về cho ba mẹ con và xin ngày lành tháng tốt. Con và Nhung sẽ tổ chức đám cưới. Chúc mừng. Một vở kịch thật là dễ thương có đúng không ạ? À? Dạ đúng, dạ. Tuyệt vời. Mà bé Nhung á là từ đầu tới giờ là cũng nhẹ nhàng như vậy luôn. Cho nên là bây giờ cái vở kịch cuối này rất là hợp vai với em. Mời em nói cảm nghĩ suốt cái hành trình 3 phần của Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi. Dạ. Hôm nay là lần đầu tiên mà em tham gia một sân khấu giống như vậy. Cho nên là cũng có hơi bỡ ngỡ nhưng mà cũng rất là vui. Vì được mấy anh chị nâng đỡ em rất là nhiều. Cho nên em cũng cảm ơn anh chị. Lâm em thấy sao? Thôi em thấy ba dòng ngày hôm nay từng phần một cái gia vị nó góp phần làm chương trình thú vị hơn. Nếu mà nói về cái sự nặng nhất ấy thì có thể là cái phần đầu. Em thấy chị Hương nay diễn là bùng sức nhiều lắm chị ạ. Em nói thật nha, cái điệu cười của chị lúc đầu thôi cũng không ai cười được luôn á. Không, chị diễn rất cổ trang. Dạ. Không ai nó cười ha 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 mà bên trong gian chấn động luôn. Tưởng chị nhép không á. Vậy hả? Dạ. Vậy thì chị bớt cái nết lại. Không, vòng nào chị cũng nói chị bớt lại. Nhưng mà em nghĩ là chị mà diễn hết sức á thì tất cả tụi em không ai có thể diễn lại được cái nét của chị em thật luôn á. Chị có kinh nghiệm, chị có tất cả mọi thứ, chẳng qua là chị thương tụi em thôi. Còn em thấy sao? Sức em trong đây là bự nhất, khỏe nhất luôn. Dạ đúng rồi. Em thấy hôm nay là mọi người rất là nhiệt tình. Dạ. Chương trình đến đây cũng đã khép lại rồi. Hẹn gặp lại quý vị vào số sau được phát sóng vào lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Madison Media Group thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt. Thưa quý vị, xin được chào không quý vị đến với phần tiết mục siết. Trời ơi! Bạn đi ăn trộm mà tại sao bạn ăn hột mít hả? Alibaba bông quần hà ra rất ra làm ba. Alibaba. Alibaba bông quần hà ra rất ra làm ba. Alibaba. Cái miệng bãi hoài dứt cái đầu.